Bạn chơi Liên Quân với một tâm trạng không được thoải mái. Cái đi cuộc đời, đi cuộc đời. Bạn gặp đồng đội chơi như một thằng thiểu năng trí tuệ. Bạn chỉ có một mình không thể gánh bốn. Bạn ức chế sau nhưng pha chết dở. Run. Không sao, đã có giao du. Tôi sẽ cho bạn một lời khuyên tốt nhất. Bỏ game đi. Xóa Liên Quân đi. Các bạn có phản ứng với câu nói trên và tự hỏi sẽ chơi game gì? Đã có Loạn Chiến Mobile. Game mobile 5 với 5 méo khác gì Liên Quân cả, nhưng game loạn vài lều như cái tên của nó. Vậy nên bạn tha hồ, thỏa sức đánh mà không cần quan tâm thằng đồng đội làm gì. Ở đâu, sống chết mạch bay, tao là tao chỉ lo farm thôi. Nhưng thắng thua vẫn phải có 5 thằng đi chung đẩy mới được. Nhưng vì cháu nó mới ra mắt vài tháng nên trình của tụi cháu nó còn non và xanh lắm. Hoặc do tôi chơi hay quá. Và các bạn khỏi lo chuyện thất bại. Nếu có thất bại thì các bạn thua, nhưng tôi thắng.